Khách đi máy bay sẽ chỉ phải khai báo y tế điện tử tại ứng dụng PC COVID. Đây là cơ sở rất quan trọng để Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh các quy định tạm thời hiện nay theo hướng đơn giản hơn các thủ tục, tổ chức các chuyến bay hiệu quả, đảm bảo các tiêu chuẩn phòng dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc di chuyển của người dân. Hành khách sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các thông tin khai báo. Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác.